Nữ sinh Tây Tạng đột ngột tử vong sau khi bị công an bắt giữ. Dân mạng nghi mổ cướp nội tạng. Cái chết đột ngột của một nữ sinh Tây Tạng sau khi bị công an bắt giữ gần đây đang gây ra sự phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc. Nữ sinh Sheldon đang là sinh viên năm 2 Đại học Tây Tạng ở Lhasa đã bật vô âm tính sau khi bị công an bắt giữ vào ngày 26 tháng 12 năm 2023. Nửa tháng sau, người nhà nữ sinh bất ngờ nhận được thông báo cô đã chết. Công an nói rằng cô bị ngã và được đưa đến bệnh viện nhưng không thể cứu được. Điều kỳ lạ nữa là, gia đình Sheldon đã nhiều lần yêu cầu công an trả lại thi thể, nhưng họ trả lời rằng thi thể đang được khám nghiệm tử thi nên chưa thể trả lại. Điều này khiến dư luận nghi ngờ cô đã bị tra tấn dã man đến chết. Thậm chí nhiều người cho rằng nạn nhân có thể bị mổ cướp nội tạng và tiêu hủy thi thể vì những bàn tay đen của hoạt động buôn bán nội tạng đã đến Tây Tạng từ lâu. Thời báo Tây Tạng cho biết, nữ sinh Sheldon đã dạy kèm riêng cho nhiều sinh viên trong kỳ nghỉ đông và hè, đồng thời tham gia hoạt động phát sách giáo khoa miễn phí và giúp đỡ các học sinh khác học tập. Một nguồn tin cho hay, sau khi Sheldon bị bắt, bố mẹ và người thân của cô đã đến đồn công an địa phương để hỏi thông tin chi tiết về vụ bắt giữ, nhưng chỉ nhận được trả lời rằng cô đã bị bắt sau cuộc điều tra kéo dài một năm. Sheldon Dawa, một người lưu vong từng bị bắt ở Tây Tạng, cũng nói với đài RFA rằng vụ việc nữ sinh Tây Tạng biến mất và tử vong làm nổi bật tình trạng mờ ám lâu nay trong hệ thống pháp luật ở Tây Tạng dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu nữ sinh này thật sự bị bắt và tra tấn đến chết vì dạy tiếng Tây Tạng, thì cũng phản ánh chế độ độc tài độc đảng của Trung Quốc đang tăng cường chính sách đồng hóa đối với các dân tộc thiểu số. Sheldon Dawa kêu gọi cộng đồng quốc tế phải truy trách nhiệm về vấn đề này, nếu không sẽ có thêm nhiều thảm kịch xảy ra. Vì một Tây Tạng tự do, các sinh viên trong video này đã mạnh dạn lên tiếng ủng hộ và kêu gọi điều tra đối với cái chết của Sheldon. Họ hứa sẽ tiếp tục lên tiếng mỗi ngày về những trải nghiệm bi thảm của người Tây Tạng cho đến khi địa khu này lấy lại được tự do. Sheldon thân mến, sáng nay khi chúng tôi vừa mới dậy thì liền hay tin về cái chết bi thảm của bạn dưới bàn tay tàn độc của cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên khắp thế giới, chúng tôi, những sinh viên Tây Tạng vì một Tây Tạng tự do đang rất đau lòng. Sheldon là sinh viên năm thứ 2 của Đại học Tây Tạng. Đáng lẽ ra bây giờ, bạn đã phải ở đây và học cùng chúng tôi. Đây là lúc Sheldon nên ở đây cùng học với chúng tôi. Chúng tôi biết bạn đã dành thời gian dạy tiếng Tây Tạng cho các em nhỏ, còn gửi cho họ sách để học. Đáng lẽ chủ nhật này, chúng ta cùng lên lớp ở trường để dạy cho các em nhỏ. Chỉ khác một chút, đó là chúng tôi đang không ở Tây Tạng, và Sheldon thì lớn lên ở đó, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, hôm nay chúng tôi muốn gửi những lời này đến bạn. Sheldon à, trong ký ức của bạn, chúng tôi hứa sẽ lan truyền câu chuyện của bạn và của tất cả những người dân Tây Tạng, những người dũng cảm đang tiếp tục chống lại sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên quê hương của chúng ta. Chúng tôi sẽ kiên trì và cũng muốn nói với thế giới rằng hãy lan tỏa câu chuyện này. Chúng tôi cầu nguyện cho bạn chuyển sinh, hy vọng một ngày nào đó sẽ cùng bạn đoàn tụ ở quê hương Tây Tạng. Thông điệp từ các sinh viên gốc Tây Tạng trên khắp thế giới. Hiện nay, vụ tử vong kỳ lạ này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Đông đảo cư dân mạng nghi ngờ rằng những bàn tay đen thu hoạch nội tạng sống có thể đã vươn tới nóc nhà thế giới. Nỗi kinh hoàng về thu hoạch nội tạng sống đang lan rộng khắp nơi. Có cư dân mạng bình luận, nội tạng của cô gái này có thể đã được bọn chúng nhắm đến, không biết để cấy ghép cho phòng bệnh cán bộ nào. Trong thời cách mạng văn hóa thì ăn thịt người, bây giờ là mổ cướp nội tạng, có khác biệt gì không? Stop the killing in Tibet. Human rights in Tibet. Human rights in Tibet.